Mình thấy có nhiều bạn hỏi mình là xe này có thu không, xe kia có thu không, thì hôm nay mình sẽ nhờ anh Chí hỗ trợ các bạn chia sẻ cho mọi người về quy trình định giá xe đã qua sử dụng tại hệ thống Hồng Đức. Và bật mí với mọi người nha, xe hãng nào mình cũng thu hết. Okay, chào mọi người, thì hôm nay mình đang có một chiếc xe Honda Way S của khách hàng định đổi xe mới tại cửa hàng Hồng Đức. Thì mình sẽ nhờ anh Chí chuyên phụ trách bên mảng thu mua xe của khách hàng khi đến đổi xe tại cửa hàng mình, để anh Chí chia sẻ cho mọi người các bước để định giá chiếc xe Honda Way S này nha mọi người. Đây em nhờ anh chia sẻ cho các khách hàng các bước rồi, em chào anh Thành nha. Thì đầu tiên là em sẽ xem coi cái quẹt của xe nó có trùng khớp với giấy chứng minh của chủ xe hay là không, là cái điều đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai là em xem về ngoại hình của xe. Ngoại hình của xe như là trước tiên phải xem xe là đời mấy và như là ốc tán theo xe có còn như thế nào, tình trạng ốc tán và tình trạng cái đầu máy và dàn áo, thì dàn áo sạch sẽ hay là không, và kiểm tra về cái biển số xe trùng với cầu quẹt hay là không, và cũng như là kiểm tra về cái số khung số máy phải trùng với cầu quẹt xe cũng rất là quan trọng. Theo đó là ngoại hình về xe xong và xem km xe chạy được bao nhiêu, có đúng với thực trạng của xe của mình đang chạy với đúng với số km hay là không. Yeah. Và em sẽ kiểm tra về máy. Máy thì em sẽ để máy và em nghe tiếng máy của xe. Chiếc này máy cũng còn êm quá nè mọi người. Máy này còn êm, xe mà máy còn green, rất là bốc. Yeah. Thì và em sẽ báo giá xe cũ cho khách hàng. Và mọi người vừa xem qua đó là các bước định giá xe đã qua sử dụng tại hệ thống Hồng Đức. Mình sẽ thu xe của tất cả các hãng luôn nha mọi người, xe hãng nào mình cũng thu hết. Và khi mọi người thu đổi xe thì mình sẽ hỗ trợ mọi người trả góp với lãi 0%, hoặc các bạn trả tiền mặt thì mình hỗ trợ giảm cho các bạn 1 triệu đồng trên giá xe mới. Các bạn muốn biết giá trị chiếc xe mình đang sử dụng ở mức nào thì mọi người cứ mang qua cửa hàng của hệ thống Hồng Đức, bên mình sẽ định giá miễn phí cho mọi người. Các bạn quan tâm những mẫu xe nào, cần được tư vấn gì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình hỗ trợ các bạn thêm nha. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.